Nam mà muốn bổ sung cái gì trong cái công thức xây dựng lòng tin này không? Thực ra thì mình thấy là cũng không có gì để bổ sung cả, vì bản chất thì nó là cái mà mỗi con người sẽ phải tự chiêm nghiệm thôi. Bởi vì ai cũng sẽ phải xây cho mình một cái công thức mà mình sẽ sử dụng cái công thức đấy để mình có được những cái người bạn tốt, mình có được một cái đội ngũ, một cái tập thể mà họ mục tiêu của họ với mình sẽ là cùng làm nhau tốt lên. Thế thì mình nghĩ là mọi người sẽ phải phải xem lại cái clip này nhiều lần để mình có thể, khi mình sống thì mình sẽ đôi khi mình được nhắc nhớ lại hoặc là mình được hiểu sâu hơn về những cái khía cạnh lý thuyết như trong clip đã nói. Thấy cái lòng tin này nó cũng lằng nhằng thôi, nhưng mà thấy đôi khi phải cảm thấy cái lòng tin này mà trong mô hình trong gia đình thế nào, có thiếu cái gì đấy đúng không, hay là lòng tin trong gia đình nó đặc biệt hơn? Thế này, nếu mà để xem một ví dụ thì mình nêu ví dụ của mình với Tuấn trước đi cho nó trực quan. Hai anh em học cùng đại học với nhau, và thời điểm đầu nói thẳng ra là mình kiểu mình rất khó để tin nhau. Khi mà mình mới vào đại học thì mình chưa biết ông này là ai cả. Tuấn thì nhìn thấy mình nó giống một cậu tự kỷ ngồi ở cuối bàn, và mình nhìn thấy Tuấn thì mình không bao giờ chơi với nerd. Dù là mình cũng một dạng kiểu cũng là kiểu nerd ngầm nhưng mà mình không chơi với nerd. Và khi mà mình lên nhà Tuấn nhà, thì kể cả gọi mẹ Tuấn là mẹ nuôi của mình rồi, nhưng mà có những cái mình cũng không phải tin tưởng lắm, bởi vì có làm việc với nhau đâu. Mình chỉ là chơi cùng một nhóm với nhau, và cả hai thằng thì đều là hai thằng lập lờ giữa hai dòng nước, như kiểu Tâm với Dương Nhã thì là rất là thích quảng giao, thích kiểu đi chơi những cái trend mới hạn. Nhưng mà như mình với Tuấn với Tùng thì không thế, mỗi ba thằng mỗi thằng một kiểu, nó rất là khó để mình có thể tin tưởng nhau. Nhưng mà từ khi mà Tuấn quyết định là sang bên Mỹ chẳng hạn, thì mình nhìn thấy rõ ràng một cái thước đo đấy là Tuấn nói được, Tuấn làm được. Đối với mình, cái việc mà bỏ công việc hiện tại ở Việt Nam, sau đấy là quyết định sang Mỹ và dành rất nhiều thời gian là vài năm, thậm chí như Tuấn Tuấn xác định là có thể là ở lại đấy luôn, thì mình thấy đấy là nó là một quyết định rất là lớn và Tuấn làm được. Thì cái đấy là cái đầu tiên mình tin Tuấn. Cái thứ hai là trong quá trình mà mình làm việc chẳng hạn, thì mình thấy là có những cái mảng ví dụ như giáo dục cộng đồng là mình hoàn toàn tin tưởng cái tầm nhìn cũng như là cái quyết định mà Tuấn đưa ra để cho các bạn ở Việt Nam hay bản thân như kiểu mình chẳng hạn, mình có thể tiếp thu được kiến thức và mình ứng dụng được nó trong cái công việc, cái cuộc sống ở tại Việt Nam, thì mình có thể mình hoàn toàn tin tưởng. Thì mình tin rằng là cái outcomes của tình bạn giữa mình với Tuấn thì nó rất là rõ ràng. Thứ nhất là nó trải qua thời gian, cái thứ hai nó trải qua việc là như hiện nay là mình cũng cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cả mẹ nuôi là mẹ của Tuấn, và như Tuấn Tuấn cũng thấy có trách nhiệm với cả ý là con gái của mình chẳng hạn. Cái đấy nó cũng là một dạng mẹ. Và để trong công việc của Vinify chúng ta đã đi 9 tháng rồi, và có những lúc có rất nhiều người, có những lúc thì cũng chỉ còn hai thằng, có những lúc có ba bốn người thôi, nhưng lúc nào ít nhất là cũng có mình với Tuấn. Thì mình thấy là chúng ta có đầy đủ measure để chúng ta có thể tin tưởng ở nhau. Còn một câu chuyện góc độ gia đình thì mình vẫn vẫn có một cái câu mình luôn tin là cái dòng máu nó chỉ là điều kiện cần thôi. Cái điều kiện đủ đấy là cái cảm giác mà người đấy người ta thực sự là người gia đình mình, và mình muốn người ta là người gia đình mình, thì nó mới là cái điều kiện đủ. Thì như trong gia đình mình cũng có lúc là mình không được gia đình mình tin tưởng. Nếu nó không thẳng, nói thẳng ra là gia đình mình quay lưng với mình và mình cũng quay lưng lại với gia đình của mình luôn. Hai hai hệ tư tưởng rất là khác nhau, không không cùng tin một thứ, không cùng làm theo một thứ một hướng. Thế nhưng mà bởi vì nó có dòng máu là đã có cái điều kiện cần rồi, thì nó sẽ chỉ cần đợi thời gian thôi. Thì khi mà thời gian trả lời thì mọi người có thể kiểu lại quay lại làm những cái người trong gia đình và vẫn lại thực sự tin tưởng nhau. Nhưng tuy nhiên ở góc độ là cái người ở ngoài hả, nếu mà không có dòng máu là thiếu mất điều kiện cần, thì đôi khi chỉ cần một sự việc thôi là kiếp này là chúng ta là đi theo hai ngã rẽ khác nhau, và đôi khi là cái kiếp sau kiểu như vậy. Thì mình có những cái ý tưởng nó mang mang cái màu mè văn hóa nghệ thuật tương tự kiểu vậy, để xin góp ý cho Tuấn. Đó, nó thể hiện cho mỗi người có một cái tài khoản khác nhau đúng không? Để xây dựng cái lòng tin nó rất hay nhau. Nhưng mà mình nhìn thấy là ít nhất là thì cả gia đình đúng không? Cũng phải nhìn thấy một cái outcome gì đấy đúng không? Cái điểm chung. Cái thứ hai là nó có một cái liên quan đến thử thách, challenge, hoặc là trong cái giai đoạn gọi là khủng hoảng crisis, nghĩa là nó có như là câu mình hay nghe ở bên của Jordan Peterson, tại sao mình gọi một người khác là bạn thì người đó thể chia sẻ những cái tin tốt và tin xấu cùng nhau, share the good news, share the bad news. Tuy nhiên là good news của phương Tây tin tốt ấy, thì nó cái từ nó rất là mang tính tôn giáo, rất là mang tính thiên chúa giáo, nó spread the good news, tin lành, loan tin lành đấy. Thì mình khi mình chia sẻ cái tin tốt cùng nhau ăn chơi nó vui vẻ khi nó vui ấy, thì mọi chuyện đơn giản.
Nhưng mà khi mà bad news come in này, như là khi mà tin xấu sẽ xuất hiện, khi mà cái vấn đề xảy ra thì khủng hoảng nó xảy ra và mình vẫn còn ở với nhau ấy. Thì cái đó mới là cái thứ mà nó tạo cho mình cái cảm giác cái mối quan hệ bền chặt hơn. Thì nó cũng là một cái phần mà mình suy nghĩ, mà ý là mình nhìn thấy cái kể cả trong gia đình đúng không, hay là mình thấy những cái ở trong quan hệ công tác ấy. Thì nó cũng phải là bạn tình bạn, thì đôi khi nó cũng đúng, chứ không phải vấn đề về thời gian không, vấn đề về không gian không, mà cái liên quan đó có phần liên quan thách thức, có thể cái phần mà liên quan đến biểu hiện bên ngoài đúng không? Thì nó lại không liên quan nhiều lắm đấy, gọi là tương tác và cái tính hiểu hiểu mình, nó self knowledge, nghĩa là tính thực chất và hiểu chính mình. Thì đấy, cái mô hình nó cũng đấy, nên mình nói là cái mô hình này đôi khi một số người nó sẽ khác nhau, tin tưởng trong gia đình đúng không, dòng máu nó cũng là một sự khá khác. Mình một tiếng thôi, thì còn 10 phút nữa mọi người có câu hỏi ý tưởng gì không, gì cần chia sẻ không, không cần gì, cái phần gì phải nói, cần nên nói thêm một chút đó. Thực ra thì mình thấy là cái bài học edX này là cái hay đấy, bởi vì nó sẽ đóng vai trò nền tảng cho cái mục tiêu mà tổ chức đã đề ra là mình sẽ cố gắng gây dựng lên một cái đội ngũ các bạn có thể có tư duy và năng lực của công dân toàn cầu. Thì như Tuấn cũng nói là cái sự an toàn về tâm lý nó sẽ là cái chìa khóa của làm việc nhóm trên không gian mạng, thì mình thấy cái nền tảng này nó là cái mà chúng ta nên xem lại nhiều lần và mình cũng ứng dụng nó trong cái cuộc sống để mình có thể phát triển những cái đội nhóm của mình trong tương lai. Mình có thể các bạn sẽ không cần unify, các bạn sẽ gắn bó với cả một cái team, một cái đội nhóm khác, chẳng hạn ở trường hay là ở cái cơ quan làm việc của mọi người. Nhưng mà tuy nhiên thì cái làm việc nhóm với không gian mạng nó sẽ là cái xu thế của thế giới, sớm hay muộn chúng ta sẽ có càng ngày càng nhiều các đội nhóm với không gian mạng nhiều hơn. Bản thân mọi người bây giờ follow rất nhiều group, thì tuy nhiên là cái group đấy nó có đem lại được cái tư duy và năng lực thực tế cho mọi người không thì mọi người sẽ tự kiểm nghiệm. Cái quan trọng nhất là mọi người nếu mà học về cái khóa học này, mọi người xem kỹ hơn thì mọi người sẽ hiểu cái cách làm sao để mình có thể involve, mình có thể tham gia, mình có thể kiểu góp phần vào trong cái công cuộc xây dựng cái văn hóa đội nhóm bền vững hơn ở trên các nền tảng không gian mạng của mình gọi là đang tương tác. Thì mình nghĩ là khóa học này ở thời điểm đầu mình học thì mình thấy là tương đối là khó và nó bị nhiều chữ, nhưng mà càng học thì mình càng thấy là nó hay, bởi vì nó liên quan đến yếu tố tâm lý cũng cũng rất là kiểu nhiều sâu đấy. Ừ. Nói thêm một chút cái đấy à, mình đã nói từ đầu rồi, tất cả những cái nào mà nghiên cứu đến khoa liên quan đến khoa học xã hội ấy, mà nó không có nền tảng triết học, tâm lý học, xã hội học, văn hóa học, nhân chủng học thì thường nó không đúng. Tại vì nhìn nó chỉ có một thứ thì thường nó sẽ không toàn diện vấn đề, ít nhất nó phải có những cái phần đó thì nó mới là cái nền tảng để kết nối giữa cái một cái khóa học và nó có tính gọi là tính hiệu quả hay không. Thì đấy là cách mình tìm khóa học ở đây, khi tìm khóa học Allison này là tôi đã học qua khoảng 2-3 khóa rồi, mà thấy 2-3 khóa kia toàn vứt slide 3 điểm 5 điểm, chẳng có giải thích, chẳng có nói năng gì hết, tự nhiên vứt như thế các bạn người ta phải nghe, đó là mình thấy nó vô lý, mình không dùng. Còn cái khóa học Allison này đương nhiên là mình đọc thì chỉ có một câu đầu là nói thôi, còn cái phần sau họ sẽ diễn giải nó ra. Thì đây là mình có cái mô hình đây là mọi người xem qua, mình hỏi thêm thì họ thêm mình, nó không khó lắm đó, thì là như vậy. Còn về cái không gian mạng đó, cái môi trường an toàn không gian mạng, mình nhớ là tháng 12 khi bắt đầu mình làm UniFi, lúc mình bắt đầu mình quản lý cái công ty ở bên New York, mình có làm một cái nghiên cứu sơ bộ về về thách thức về quản lý đội nhóm trên trên không gian mạng. Tại vì mình thì mình ở Ohio, công ty của mình ở New York, nhưng về các bạn là quản lý rồi nhân viên đôi khi ở Texas, nhưng là cái bang khác tí của Việt Nam, hay là ở South Carolina, đúng là ít ở bang miền Nam, thành Florida là cái nơi ít ở miền Nam, Miami biển đẹp vậy đó. Thì tất cả múi giờ nó loạn lên, tất cả mọi người là không gần như không được gặp nhau gặp nhau tận mặt tận nơi bằng tay, mà chỉ gặp nhau trên qua không gian mạng này thôi, và đôi khi gọi điện thoại người ta không nghe, nhắn thư điện tử người ta không trả lời, rồi đôi khi lại như kiểu những cái mà như bây giờ thì hay cái là gửi message thì người ta chỉ có xin thôi không làm gì hết. Nó tạo ra một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là cái vấn đề lớn, thì mình có nghiên cứu về nó, nghiên cứu của mình đọc một số cái báo cáo, mình thấy rằng cái việc gọi là quản lý không gian mạng, nó cái người quản lý, bản chất cái người quản lý và cả người nhân viên nó đều rất là khó khăn. Tại vì thứ nhất là mình không kiểm tra được lẫn nhau, là cái quá trình mà mình control and manage nó không có. Tại vì mình cứ nói là mình giao việc thế thôi, nhưng mà giao việc có chắc gì đó là đầu tuần giao việc cho nó, giữa tuần nó kêu là em không biết, máy em tính em bị hỏng,
nên là em không nhận được, không nhận được thư anh gửi lại đi, thế thì mất tiếng, mất nửa nửa tuần chẳng làm gì hết, nó lại trả lương ông nội đấy, rồi có cái việc nó phải làm 8 tiếng đến 10 tiếng mà trong lúc đó nó ngồi nhà lúc đó là thì lúc sau đi chơi, lúc sau bấm điện thoại, lúc sau nó vừa xem video, nó vừa xem TikTok, nó vừa làm việc, nó làm việc nó không hiệu quả, thì chính vì cái không gian mạng đó nên mình không thể kiểm tra thế nào, thì nó rất khó, và nó cảm thấy cả tâm lý của người làm và tâm lý của người quản lý đều cảm thấy bị căng thẳng, vì mình không thể tin được nhau nữa, lúc nào cũng phải kiểm tra, rồi thậm chí có nghiên cứu, nó số nghiên cứu nó chỉ ra rằng là cái việc làm ở nhà, làm việc tại nhà đôi khi mình còn cái thời gian biểu làm việc của mình còn bị nó bị xáo trộn, tại vì sao, tại vì đôi khi mình cái thời gian mình nó có linh hoạt quá, mình lại không khả năng sắp xếp thời gian quản lý thời gian này, thì đôi khi đang cái giờ mà mình nghỉ 5 giờ chiều, đang có thể làm đến 4 giờ chiều hay 5 giờ chiều, nên sếp nhắn tin là gửi email chưa, rồi quên mất thì lại phải làm thêm, đôi khi nó cứ pha trộn hết cái giờ ăn trưa, giờ ăn trưa nó ra mình nghỉ trưa mình ăn nếu mà mình ở văn phòng, tại vì đó là theo luật lao động, nhưng mà vì mình làm tại nhà mình không có cái thời gian đó, mình không kiểm tra được, thế tự nhiên là mình vừa ăn vừa làm vừa ảnh hưởng sức khỏe đủ thứ, thì về cơ bản nó chỉ liên quan đến vấn đề, và cái đáp án của cái nghiên cứu đó là gì, cuối cùng lại quay về lòng tin, nên thì tại sao cái khóa mà không gian tâm lý an toàn này mình thấy nó khá là chính xác với nghiên cứu hiện đại của phương Tây về làm việc trực tuyến hay là work from home, làm tại nhà, kể sau này mình không gian mạng mình làm, mình mấy bạn ở trên Ba Vì mà làm việc ở Mỹ là, các bạn cũng sẽ gặp cái đó thôi, nước Mỹ họ đi trước thì họ đọc trước thôi, họ nghiên cứu về nó, thì cuối cùng là loanh quanh nó vẫn phải là nó có cơ chế kiểm tra như là bên Asana hay là ClickUp, rồi có những cơ chế giao trao đổi đa tầng lớp, không chỉ có gửi email còn gọi điện thoại rồi nhắn tin, rồi thỉnh thoảng kiểm tra qua lại một ngày đôi khi kiểm tra vài ba lần, thì cái tâm lý của mình đôi khi mình sẽ cảm thấy khó chịu, nghĩa là người được nhận, nghĩa là nhân viên sẽ cảm thấy nhiều tin nhắn thật là khó chịu, và người gửi tin là người quản lý cũng cảm thấy khó chịu, tại vì tự nhiên mình phải nhắn nhắc nó nhiều lần, như là không phải mình về bạn trai bạn gái bố mẹ nó mình nhắn nó suốt ngày đấy, nhưng mà mình sẽ vượt qua rồi, tại vì mình cái tâm lý đó nó câu chuyện về intrapersonal, là cái tâm lý cá nhân, mình phải kiểm soát cái đó, tại vì mình nếu không mình không kiểm soát cái đó thì mình luôn luôn sống trong cái gọi là sự bất ổn, sự bất an của cái làm việc không gian mạng, vì vì mình không tương tác trực tiếp với nhau, nó ngồi trong văn phòng thằng nhân viên nó ngồi ngay trước mặt mình, nó nghịch thì không mà mình biết, hoặc mình có camera mình nhìn nó biết, nhưng mà bây giờ mình không có, mình chỉ có đặt niềm tin vào nó, và thứ hai là mình cố gắng kiểm tra lại cái niềm tin đấy thông qua những cái tương tác đa tầng lớp với nó mà thôi, thì đấy cũng là cái nghiên cứu mới về làm không gian mạng là như vậy. Thì của mình tất cả mình nghĩ rằng là Nam mình cũng vừa rồi chia sẻ là nhiều dự án đấy cũng chả biết làm gì được đâu, chưa biết chả đi báo cáo gì, nói thế mà không phải thế, hứa rồi lại thất hứa rồi cũng là ngon, thì mình nói là chuyện bình thường, nó chuyện bình thường, mình cứ bắt đầu từ việc mình kiểm soát cái sự bất an của mình cả, sau đó mình tin nhau, và sau đó mình cố gắng tương tác với nhau đa tầng lớp. Đó, thì nó dễ hơn, thì không gian mạng thì nó phải như vậy, nó phải linh hoạt và chồng chéo hơn là việc mình làm trực tuyến gặp mặt nhau, mình đọc những cái gọi là hình hình ảnh, đọc những cái cảm xúc, rồi đọc những cái cử chỉ và phi ngôn ngữ của nhau, rồi cảm thấy đôi khi người ta hiểu sai trong quá trình tương tác như vậy. Đó, thì cơ bản là như vậy. Tâm quay lại chưa? Còn 1 phút cuối cùng Tâm người ý tưởng với ông em. Em đây Đấy. anh. Ý tưởng cũng chưa có ý tưởng mới gì ạ. Thấy cũng cái này cũng rất là hay, nghe các anh chia sẻ rất là hữu Nghe giọng giọng vậy buồn ngủ em đâu em có mấy toàn mấy việc linh ta linh tinh, tao thế là sao cuối tuần. thì bây giờ khoảng 9 giờ bắt đầu ngày mới đã hơi tập vật rồi đúng không, mà không sao thì nhỏ đừng đừng để cái việc nhỏ đấy ảnh hưởng đến cả một ngày nghỉ của mình. Ừ, không sao, nên khởi đầu ngày mới bằng cái này cũng tốt. Chính thức Khởi động, khởi động đầu óc những cái thứ tốt. đấy, đấy, các mô hình thì đã lý giải hết các mô hình này rồi, lý giải thì để mai em cắt một cái video rồi lại viết lên, đây là bây giờ mình sẽ đọc cái blog hướng dẫn này thẳng ở trên website của Unify nhé, anh không cần anh viết vào cái blog của anh nữa, viết thẳng vào đấy được chẳng sao chuyện nhỏ, thì mọi người tham gia dần dần chuyển dần về bên này.